Em muốn ăn cháo gì? Cháo tim bầu dục ý. Nhưng mà nhiều tim với bầu dục, ít cháo thôi. Ok, thế đợi anh tí nhá. Ơ, hết đau rồi à? Cơn đau hết nhanh thần tốc thật đấy. Đúng như là những gì chị dự tính. Em bị đau bụng thật mà. Thế à? Nhưng mà em đau theo cơn. Lúc nào thích ý, thì em đau. Có được không? Tao biết ngay là mày diễn mà. Nhưng mà mày làm như thế để làm gì? Các chị thừa biết lý do là gì. Người yêu tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, nhưng mà không phải vì thế mà các chị lợi dụng. Bọn tao lợi dụng cái gì? Anh Phi có mỗi cái xe máy để đi học đi chơi, mà chị ép anh ấy cấm xe lấy tiền cho chị vay. Như thế không phải là quá đáng à? Nói lợi dụng là còn nhẹ, nói thẳng ra là bóc lột. Mày quá đáng nó vừa thôi nhá. Chị chưa có người yêu đúng không? Liên quan. Bởi vì nếu có ấy, thì chị sẽ hiểu cảm giác người yêu của mình vì mấy đứa bạn mang giới tính nữ mà chấp nhận đi cầm cố cái phương tiện duy nhất để quốc bộ nó thốn như thế nào. Nhìn mặt này chắc chả hiểu cái quái gì đâu. Chuyện đấy là Phi chủ động, bọn chị không ép. Chị không ép, chị cũng chẳng nhờ. Nhưng mà ngày nào chị cũng vác bộ mặt như sắp nhảy lầu ấy, đi qua đi lại trước mặt người yêu của tôi, làm cho Phi phải suy nghĩ, phải tính toán, phải thương cảm. Loại như thế mà nói là bạn à? Đúng là con yêu tinh. Công nhận nó diễn giỏi thật đấy. Cứ như là thủ khoa sân khấu điện ảnh không bằng. Thằng Phi đúng là số khổ. Xét theo phương diện là bạn gái thằng Phi thì nó cũng có lý, không đáng trách đâu. Thì nó phản đối, tao cũng không ý kiến. Nhưng mà nó cứ lươn lẹo ấy, tao ghét. Mỗi người một tính, kệ đi. Nhưng mà kiểu này thì bụ cầm cái xe toang thật rồi mẹ ạ. Em hết ca làm rồi mà bây giờ em phải về. Em không dám để con bé ở dưới đấy chơi một mình chị ạ. Thế em về đi. Thế em về trước, chị trông bé chị nhá. Chị cảm ơn nhá. Dạ. Mẹ ơi, sao hết ca làm rồi mà mình vẫn còn chưa được về? Con ơi, chắc là bác bị mệt nên là vẫn đang ngủ. Bây giờ mình đợi bác dậy rồi mẹ con mình về nhá. Đến lúc đấy con phải về nhà bố rồi. Bông ngoan, lát nữa mẹ cho con đi ăn kem mà. Con không thích ăn kem đâu, con chỉ thích đi chơi công viên với mẹ thôi. Ở nhà với bố, bố không cho đi chơi công viên đâu. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ gửi bông xuống chú bảo vệ. Lát nữa mẹ xong việc, mẹ gọi bố xin cho mẹ con mình đi công viên với nhau nhá. Vâng ạ. Ngoan lắm, đi nào. Anh dậy rồi ạ? Xin lỗi cô, hôm nay người mệt quá nên là tôi ngủ quên mất. Có gì đâu ạ, khách hàng mà ngủ được thì tức là khí huyết lưu thông tốt, chúng em phải vui chứ ạ. Mà hình như là tôi làm cô muộn giờ đưa con cô đi chơi đúng không? Không sao đâu ạ, tuần nào cũng đón con về để đưa đi chơi mà. Thế con bé không ở với cô à? Dạ, em ly hôn rồi ạ. Xin lỗi cô nhé, tôi vô duyên quá. Không sao đâu ạ. Tôi về đây. Em chào anh.
lúc nãy em gọi cho anh à? Anh vừa bấm huyệt nên là không để ý điện thoại. Ôi, anh bấm huyệt thật mà. Chỗ cậu Hưng giới thiệu đây. Xong việc, anh sẽ qua đón bố rồi ra thẳng nhà hàng luôn. Ờ thế nhá. Ăn nhiều cho mau khỏe nào. Miếng nữa nhá. Ừ. Thôi, em no lắm rồi. Có miếng này thôi nhá, nốt miếng này. Ủa cốc nước đi. Em đỡ đau chưa? Em đỡ nhiều rồi. Anh chăm em cả ngày cơ mà. Em sắp khỏi đến nơi rồi ý. Đợi tí anh đi lấy khăn nhá. Ừ.